Bạn thân bị gọi tên vì vô tư ngồi chen giữa xoài non và xe Mercedes, thực hư thế nào? Có người còn vào hành trang cá nhân của cô bạn thân này để chất vấn. Mới đây, một đoạn clip của xe Mercedes, Nghiêm Anh Hiếu, sinh năm 1989 bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Trong khoảnh khắc này, xe Mercedes cùng với xoài non, Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002 và nhóm bạn cùng đi ăn tại nhà hàng ở Hà Nội. Điều đáng nói là cặp đôi không ngồi cạnh nhau mà lại có Suna, Trần Nhật Anh, sinh năm 2002. Bạn thân của xoài non ngồi ở giữa. Vì quán ăn khá ổn nên xe Mercedes cũng phải ghé sát vào tai Suna để trò chuyện. Hành động và biểu cảm của xe Mercedes và Suna cho thấy cả hai cũng rất thân thiết, còn xoài non thì tập trung vào nhiệm vụ ăn uống mà không để ý nhiều đến xung quanh. Phía dưới clip, nhiều người để lại bình luận không đồng tình với vị trí ngồi, cho rằng Suna đang ngồi chen giữa vợ chồng bạn thân và không nên làm như vậy. Bên cạnh đó, có ý kiến còn để ý thái độ hờ hững của xoài non khi đưa điện thoại cho chồng, có thể cô đang không hài lòng điều gì đó. Một số bình luận từ cư dân mạng, càng thân càng phải giữ khoảng cách, kể cả bạn không có ý với chồng mình nhưng chưa chắc chồng mình không có ý với bạn, tôi không hiểu luôn đó. Vợ chồng mà để cô khác ngồi kế bên, vợ mình thì không lo. Ủa, sao hai vợ chồng không ngồi cạnh nhau? Tôi không biết bên trong thế nào, chứ mà vợ chồng ngồi thế này tôi tủi thân lắm luôn. Hoặc là hai vợ chồng ngồi kế bên, hoặc là nam, nữ tách ra hai bên đối mặt chứ không có kiểu ngồi chen như thế này. Dù thân cỡ nào đi nữa cũng không. Tuy nhiên một số người lại bình luận rằng chuyện này là bình thường, bạn bè thân thiết thì không có vấn đề gì. Mình thấy bình thường. Chồng mình đi ăn cùng một hội không bao giờ ngồi gần vợ, toàn ngồi với người khác, một cư dân mạng nói. Không dừng lại ở đó, có người còn tìm đến Instagram của Suna để chất vấn tại sao cô không theo dõi xoài non. Thực tế Suna và xoài non vẫn đang theo dõi nhau và thường xuyên tác nhau, quay clip cũng như live stream chung. Về đoạn clip của xe Mercedes, nam streamer đã đăng trên kênh YouTube từ tháng 10 năm 2022. Hiện tại, giữa lúc xảy ra nghi vấn trục trặc của nam streamer và vợ thì khoảnh khắc được một số kênh đăng lại và viral trên TikTok. Trong clip đầy đủ, ban đầu xe Mercedes ngồi cạnh vợ, cả hai quay clip review đồ ăn và cười nói vui vẻ. Sau khi quay xong, nam streamer mới chuyển đến ngồi cùng một số anh em khác để tiện nói chuyện, còn nhóm xoài non và Suna ngồi cùng với chị em. Tuy nhiên, vì Suna ngồi ở sát bàn với cánh đàn ông nên mới ngồi cạnh xe Mercedes. Được biết xoài non và Suna là đôi bạn hot girl thân thiết từ nhiều năm nay, đồng hành cùng nhau trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra Suna cũng thường có mặt trong nhiều chuyến du lịch và ngày kỷ niệm đặc biệt cùng với vợ chồng xoài non. Ở đám cưới xoài non, Suna có mặt và lo lắng cho bạn thân từng ly từng tí. Ngược lại khi Suna sinh con, xoài non tặng bạn một cây vàng và nhận em bé là con nuôi. Không biết khi bạn thân của mọi người sắp sinh cảm giác sẽ như thế nào chứ nó đẻ mà xoài hồi hộp hộ. Từ hôm qua giờ biết nó chuẩn bị sinh tôi cứ ngồi cười hoài luôn. Chả ai nói ai rằng gì mà cứ ngồi cười rồi tự thấy giờ hơi im được chút nghĩ rồi lại cười, xong còn hát nhạc con nít nữa chứ, xoài non tâm sự. Hiện tại, Suna đang là mẹ đơn thân sau khi thông báo đã chia tay chồng vào đầu năm 2023.